Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách gia tăng thêm số lượt xem kênh nhờ việc chia sẻ video lên trên kênh của bạn, lên cái trang web riêng của các bạn. Thì cái việc lập ra các cái trang web riêng thì các bạn sẽ tự lập theo nhiều cái hướng dẫn đã có sẵn ở trên mạng. Thì tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn thì các bạn chọn ra là web miễn phí hay là web phải trả phí. Thì ở đây cũng có thể lập ra được các cái website bằng WordPress hoặc là Google Site. Thì trên mỗi video thì các bạn ở cái phần mô tả thì các bạn đặt các cái link website của mình vào đó. Thì tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cụ thể ở trên kênh của mình. Đầu tiên thì các bạn phải vào kênh của các bạn, sau đó bạn vào YouTube Studio và các bạn nhấn vào nhãn video. Thì các bạn chọn một cái video bất kỳ, các bạn nhấn vào phần chi tiết. Thì ở trong cái phần mô tả như các bạn thấy thì mình đã đặt link website vào cái phần mô tả. Thì cái link website các bạn nên đặt ở cái dạng rút gọn là bit.ly. Sau đó các bạn copy cái đường link website, các bạn mở một cái tab mới, sau đó các bạn dán đường link vào. Thì như các bạn thấy cái website mình đặt theo cái nội dung trên kênh YouTube của mình thì nó có các cái nhãn là trang chủ, kiếm tiền, giải đố và ứng dụng công nghệ. Thì hiện tại cái website này mình cũng đang xây dựng dần dần. Thì chúng ta phải xem, trước tiên là phải xem là thiết kế gì thì cho cái website này. Thì như của mình thì đầu tiên các bạn vào kiếm tiền, thì các bạn nhấn vào một cái link bất kỳ. Thì ở đây mình viết bài là liên quan đến cái video của mình. Ở đây là hướng dẫn cách tăng sub. Và phía cuối thì mình có đặt link video để các bạn dễ theo dõi. Và các bạn có thể nhấn vào cái nhãn giải đố IQ. Các bạn nhấn trực tiếp vào cái menu này, hoặc các bạn nhấn vào giải đố IQ thì cũng xuất hiện ra các cái đường link để các bạn truy cập vào. Thì các cái này mình cũng làm theo cái video của mình. Mình đã viết bài hướng dẫn cụ thể để các bạn hiểu. Sau đó đặt video ở cái cuối bài để các bạn tiện theo dõi. Thì đây là video đặt ở cuối bài. Tương tự ở cái phần ứng dụng công nghệ cũng vậy. Thì như vậy mình đã chia sẻ xong với các bạn cách bố cục trang web
tương ứng với nội dung trên cái kênh YouTube của mình. Thì tùy thuộc vào mỗi kênh YouTube của các bạn thì các bạn có thể tham khảo vận dụng cho cái kênh YouTube của mình. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Và các bạn nhớ nhấn cái nút đăng ký để ủng hộ kênh.